Rồi, xin kính chào cô bác chị bác. Xin chào. À, trước tiên mấy anh em mình đây cũng xin kính chúc cô bác anh chị bác sức khỏe giàu năng. Các em mấy anh em đi ra ruộng kiếm ăn. Dạ. Kiếm cá đồng ăn. Trời gió quá giờ mình học chưa mưa che dù được không? Dạ, chưa mưa che dù hả? Đổi kinh che dù. Được được. Bởi vì cái nhà có số mà. Anh em của mình dỡ mấy cái trà lên hồi kéo cái chốt. Cái chốt với cá lồng tông. Cái kinh hồi sáng mình đi ngang cái kinh này nè. Cái không phải cái kinh này, cái mương. Mình thấy nó ụt như cơm sôi. Dữ lắm cá. Đó. Động luôn. Xin vô cùng thương tiếc có kinh những con lồng tông các bạn nó băng hà. À mình dẹt cây lên mấy cây lên trước đi. Lấy cái lưới chặn lần đó dở trà này nó vô á. Không lần kia trống mà. Ai này ngu. Kinh không mà chứ. Quá sức cá lần kia luôn kìa. Đó, ốc đắng luôn kìa. Nó động quá. Đó, anh em dỡ lên. Đó, cái này nè. Cặp cái đường ruộng người ta nè. Quá sức cá luôn. Rồi mà nó giỡn. Quá sức cá lồng tông luôn nè. Ồ. Nghẹt luôn. Cái này mất tiền nào. Bên đây. Bên đây quá sức luôn nè. Kìa. Nó ốc hơn cơm sôi nữa. Quá wow. Anh em chặn cá lại đừng cho nó chạy qua. Quá sức luôn. Đó. Hôm nay mấy anh em ăn cá lồng tông hung hỉnh nè. Kéo dồn rồi. Hôm nay là phải trúng mánh thôi chị Châu ơi. Cố lên em. Ừ. Hai lưới là về bán luôn. Rồi. Hai lưới là về bán luôn. Quy gúa phải ăn cá lồng tông hung hỉnh lắm. Quy gúa. Cá mọc thì ăn luôn. Cái gì? Dạ. Ôi hả? Cá lồng tông. Dở luôn một cái mà không nửa xô nó mới lạ. Găm muối hả? Cả đi em chậm thôi. Đi chậm nó không gấp đâu. Quá lẹ. Quá lẹ dùng cái lưới kìa. Kéo hai lưới thôi là đi về bán được rồi. Xe đông lạnh đang chờ rồi kia kìa. Đó. Đó, con cá gì? Cá phi ăn hết. Cá thấy ham thiệt. Xét á, nghiêng á. Nghiêng xuống á. Em ơi. Từ từ. Rồi, ốp luôn, chị Trung. Anh bao cái này luôn hả?
không không ta. Quá lẻ rồi nè. Trời ơi. Đứng một cái luôn. Gì? Cá lóc hả? Ui, hay quá, ui. Ra một cái luôn đi. Ui, gồ bắt kiếm con cá lóc. Đi mà. Làm chơi mà ăn thiệt nè. Cầm cái số em, hả? Cá nhiều quá khớp luôn hả? Đó, vụ cái hai lưới thôi, hai lưới là đi về bán luôn à. Wow, trời. Nữa đi sang tới sang lưới á con. Ừ. nửa sâu rồi đó. Rồi đem ra ơi, hát em sâu lên. Gì hả? Dạ. Bắt bắt cái coi. Ôi. Trời ơi. Kìa. Cái gì vậy trời? Wow, con nè. Một lưới, xúc đại vô đi. Xổm 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 gác bỏ đi. Thôi đổ đi em lửa cho. Thôi lửa 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 bự đi, lửa bự trước đi. Hụi tung, lửa bắt bự rồi kéo lưới lên như vậy. Để mưa tới. Ở đây rồi kéo xong anh túm lại. Kéo hai lưới à. Ốc bắt nhóc thằng vừa bắt vừa ra nè. Hình rùa quá vậy thằng. Wow, một lưới nhiều cá nè. Một lưới nhiều cá. Một lưới mà mệt xỉu luôn, có phiền nhóc luôn nè. Anh em mình hôm nay thu hoạch là phải nói là thịnh soạn luôn. Một cá kia là bỏ đâu rồi em? Ừ, để quên á. Xong cá rồi xong. Súng ra kia cho cái thằng đổ đi. Xích trên chú cho thấy thằng đổ đi, lựa đi. Anh Ba với anh Tung với hai đổ đây chị lụm cho. Xích trên nha. Đổ ra đi kéo lưới nè, đi về trời mưa tới rồi. Thứ gì chịu nổi. Rồi kéo lưới nó thôi vậy. Có lẽ có cái sặc đó đó thằng. Tao có cái sặc em cho. Ừ. Bắt mấy cái rô trước thằng để mình đi. Rồi cá này cũng có. Mấy anh em mình kéo thêm mương lưới nữa. Tụi ơi, anh thấy em đi dưới tụi ơi, dậy đi hăng tụi ơi. Ủa, cái nó nhảy kìa. Ồ, mấy anh em mình. Đó. Ở ngoài ruộng lúc này là mưa rồi. Kiếm ăn thì rất là dễ. Chịu cực chút xíu là ăn vô tư. Sợ không chịu cực thì không có thôi. Xác xác của em. Sao sao với em trai? Cá hồng tông nè. Ui da. Quá sức cá hồng tông luôn. Đó. Ừ. Mốt cái vẹt cho thôi. Có cái lưới này kiếm ăn dễ. Mình không cần cá bự. Mình cần cá lồng tông, cá sặc là được rồi. Cá bự để cho nó nẻ. Cá bự anh em mình nói chung là mình không có chuyên nghiệp lắm. Không có bắt được cái cá lớn đâu. Cá lớn là từ khi là điện đụng được nó mới ăn được nó. Anh em mình kiếm cá không thỉnh gì được rồi. Cá ba cá lồng tông với cá mấy mà nó đâu có bự đâu. Thì cá lồng tông thì làm gì bự được. À, vậy là quý rồi. Chịu cực chút xíu.
từ cũng được, gần tới rồi, gấp đâu. Ôi tui, tui cũng dở lên tui. Bỏ luôn ơi. À túm qua bên ba này Tung. Tung, chạy qua bên ba Tung. Đúng rồi. Mình đã trống à. Rồi. Qua lố rồi. Wow. Tấm giác dường như luôn. Rồi, như đủ ăn rồi, nghỉ được rồi. Ồ. Oh. Kéo tới cái lùi cho nó hết luôn. Cái này không có không. Đổ sau lưng thằng kìa. Ơi. Wow. Qua lố à. Ồ. Oh. Đống này chưa hết qua đống kia. Rồi, hai lưỡi thôi, nghỉ được rồi. Lượm bao cho em đựng hết kia chứ để bỏ nó mát. Qua lỗ à. Bên anh đây dùm cái bên. Tẩm dụng hết. Qua lẹ. Lượm sạch sạch chứ ba, cá lòng trong này nè, dơ quá giờ nó sạch. Cái lưới này á, hồi nãy thất bại là vụ anh Quy đứng giữa nè. Không được bằng lưới trước. Lúc đặng rồi, đặng máy rồi. Là tới con máy rồi. Đó. Đứng đến giữa rồi, vô cá, đồng cá. Đi nước ra giỏi á. Đi. Qua lỗ. Mưa rồi. Nghiêng sơ anh coi cái Tung. Ờ sốc sốc em. Cá qua lỗ rồi. Lỗ cũng cần gọi anh ơi, lỗ cần gọi gần lỗ luôn đi. Lỗ cần gọi rồi. Mưa quá mưa. Quá sao mưa. Mình em cũng khá khá gì. Mấy anh em mình cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe, dành ăn chài. Bye bye.